xin Lydia chào cả nhà. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cả nhà mình là 11 cây xứ hạt lai tạo ha. Cái hàng này em gửi đi là 2 cây trở lên mới gửi nha cả nhà. Rồi mình có cây số 1 nè. Số 1, một mặt 2-5 cánh, nền hồng nha. Cánh nó viền đỏ, nó có cái ghê sọc đỏ chạy, họng hoa có gân, nhìn mặt hoa rất là dễ thương. Rồi cây phân tàn ra 3 nhánh á, củ nó cỡ cùm chân mình, 50.000. Số 2, mặt hoa này 3 lớp, màu trắng ngà ngà ha, có cái sọc đỏ. Chiều cao của cây mình là khoảng 30 cm. Mình xem cái củ nó nha. Củ này khoảng cổ chân mình. Giờ giá 120.000 cho mặt hoa trắng sọc đỏ này. Số 3, số 3 là một cây hoa đỏ 3 lớp, cánh có viền đen nha. Hoa này đỏ đen, cánh viền đen. Rồi cây phân tàn ra 3 nhánh nè. Củ nó khoảng to hơn cái chén ăn cơm. Giá là 150.000. Chiều cao của cây mình là khoảng 40 cm. Rồi tiếp cây số 4, một mặt hoa 2 lớp, màu vàng, màu vàng cánh nhỏ nha. Cánh nó có viền tím. Rồi cây này là giá 80.000, chiều cao nó khoảng 20 cm, nở một hoa và còn một số nụ. Đây, củ nó khoảng bằng cổ chân mình. Số 5, hoa 3 lớp màu vàng, màu vàng cánh viền nha. Viền ngoài hồng hồng, nhìn mặt hoa này rất là nét luôn. Rồi cái củ nó khoảng bằng cổ chân mình, giá 150.000. Phân tàn ra phía gốc lên nè, một nhánh lên trên ngọn nó đi làm hai nhánh nữa nha. Chiều cao nó khoảng 30 cm. Cây số 6, số 6 một mặt hoa này là hoa 4 lớp luôn, nó nở ra 3 lớp, còn một lớp nó còn xoắn, nó chưa bung ra nha. Xây hoa khá là to. Xây hoa này em đặt thử 4 cái ngón tay mình vô mà còn mặt hoa nó còn dư ra một miếng nữa đó. Đỏ nha, đỏ cái chính giữa nó là có một cái sọc đỏ đậm luôn. Rồi củ này khoảng bằng cổ chân mình, chiều cao nó là 20 cm, giá 110.000. Số 7, một mặt hoa 3 lớp. Cái này nắng nó chói quá ta. Hoa 3 lớp nè, sọc đỏ nha, nổi gân đỏ, cánh có viền. Nó nổi gân gân lên màu đỏ, cánh viền trắng. Rồi, chùm này ngọn này nở một hoa, còn một ít nụ. Rồi ngọn này cũng cho một chùm nụ tầm khoảng 10 nụ ha. Đây cũng vậy. Rồi, cây này củ nó, cái củ nó nổi lên thì nhìn giống hình củ chuối nè. Củ nó khoảng cái chén á. Rồi, phân tàn ra 3 nhánh nha. Giá cho cây này là 150.000. Số 8, số 8 hoa 3 lớp màu đỏ luôn. Đỏ phía trong nó có lem lem hơi trắng. Chiều cao của cây mình là khoảng 30 cm. Cây này thì nó có cái sẹo hồi nhỏ nè. Bây giờ nó đã làm nó tua rễ xuống luôn rồi. Đang phân tàn dưới chân lên 3 nhánh, lên ngọn nó đi 2 nhánh nữa. Giờ giá 80.000 cho mặt hoa này ạ. Tới cây số 9, một mặt hoa 3 lớp màu vàng cam có gân đỏ. Cánh nó hơi bị lật ha. Cánh nó hơi lật. Rồi cây này phân tàn ra 3-4 nhánh nè. Củ nó to cỡ ăn chén mình ăn cơm á. Hiện tại thì nó nở ra như vậy thì nó có hương thơm nhẹ. Rồi giá 120.000 cây số 9. Mặt hoa nó là vàng cam sọc đỏ, có hương thơm nhẹ. Tới số 10. Số 10 là hãy cô chú và anh chị nào thích chơi cái trường phái lạ thì mình chọn cái mặt hoa này ha. Hoa này ở ngoài nó nhìn nó màu đỏ nè. Rồi cây này củ to, củ nó to cỡ khoảng bàn tay mình chúm lại như vậy. Phân tàn ra 4 nhánh này, vì mình thích mặt hoa nó thì để chơi, không thích thì mình cắt mình ghép cái giống khác vào. Rồi giá nó là 30.000 cho mặt hoa này.
một trường phái lạ lẫm. Số 11, một mặt hoa theo trường phái lạ nữa nè. Cái này hiện tại đây thì em thấy nó là màu hồng nha. Màu vàng, cánh màu vàng với màu hồng, nó lem lem nè, vàng lem hồng. Rồi, trên ngọn nó phân tàn hai nhánh nè. Rồi xuống gốc nó là một nồi luôn, đếm không được luôn. Xuống gốc rất là nhiều, em không có đếm được nha, banh banh nha, nó gãy. Cái củ này nó cũng tầm khoảng bằng tay mình xếp lại thế này. Rồi cây này 30 ngàn luôn. Hôm nay em giới thiệu cả nhà mình là 11 cây ha. Rồi cái hàng này em bán là nói này là giá em bán thôi, còn có phí ship là do bên người mua mình trả nha cô chú và anh chị. Ê, cô chú và anh chị ai chưa bấm đăng ký kênh thì mình hãy bấm đăng ký kênh để mỗi khi em đăng clip lên bán nó sẽ báo cho mình tiện theo dõi nha. Rồi em xin cảm ơn rất là nhiều.